Hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường Đông Hòa thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà ngang 5, dài 20. Vị trí căn nhà này gần với trung tâm hành chính Di An, gần với con đường Trần Hưng Đạo, gần với con đường Trần Quốc Toản, gần hội trường Đông Hòa. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý vị có diện tích ngang 5, dài 20, có hướng Tây Nam. Nhà này được chủ nhà đúc một trệt một lầu, gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng phía trước. Nhà này xe hơi di chuyển vào thoải mái. Đối diện căn nhà này là có quán cà phê, vị trí đường rất là đẹp nha. Đây là mặt tiền căn nhà này. Mặt tiền phố có ban công phía trước vuông đẹp này. Vị trí trong đây có quán cà phê bán buổi chiều ở đây nhé. Chiều và tối ở đây rất là sung. Bây giờ em sẽ quay con đường cho quý vị xem này. Đường 5m. Đây nhé. Cửa chính đây được chủ nhà làm 2 lớp cửa. Ở ngoài mình có một lớp cửa cốt đức. Phía trong là một lớp... cửa kiến cường lực hai cánh. Vị trí này đường sạch sẽ. Từ vị trí này di chuyển ra siêu thị Bixi gần siêu thị Go, quốc lộ 1K tầm khoảng gần 2 km, di chuyển sang trung tâm hành chính Di An tầm khoảng hơn 1 km, ngay đường Trần Quốc Toản vào gần với đường Nguyễn An Ninh. Quý anh chị có nhu cầu mua nhà khu vực này liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở hội trường Đông Hòa hoặc đường Nguyễn An Ninh hoặc đường Trần Quốc Toản để đi xem căn nhà này nha. Nhà chính chủ đang ở tặng toàn bộ nội thất cho quý vị mình. Do nhu cầu chuyển chỗ ở, chủ nhà đã có nhà mới rồi nên để lại toàn bộ nội thất cho quý vị mình nha. Ngang 5, dài 20, hướng Tây Nam. Ở đây mình có sân đậu được khoảng 4-5 chiếc xe máy ở đây nhé. Sân rất là rộng. Trên đây được chủ nhà đúc luôn này. Di chuyển vào trong phòng khách. Sàn này được chủ nhà lót gạch giá gỗ rất là đẹp nhé. Không gian phòng khách thoáng mát. Phía dưới mình có một phòng ngủ ở dưới này. Quý anh chị nào đang cần tìm nhà có phòng ngủ ở dưới thì nên cân nhắc căn nhà này nhé. Không gian phòng khách để lại toàn bộ nội thất cho quý vị mình. Nhà rất là đẹp. Đây là khu bếp nấu ăn của căn nhà mình này. Bếp nấu ăn rộng rãi nhé. Phía trên là hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng. Ở đây có bộ bàn ăn 6 ghế ở đây này. Vị trí rất là đẹp này. Tủ lạnh hai cánh. Tặng lại cho quý vị mình luôn nhé. Do chủ nhà không sử dụng đến nên đã xả đông, lau chùi sạch sẽ rồi. Vách kiến cường lực này. Trên ở không gian phòng bếp nấu ăn này có máy lạnh luôn nhé. Nhà cực kiến cường lực. Đây có bếp âm, máy nước uống, bàn ăn. Nhà rất là đẹp nha. Ngang 5, dài 20. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 5 tỷ 100 triệu đồng. Giá vẫn còn được bớt lọc cho quý anh chị mua về ở nhé. Tặng hết nội thất cho quý vị mình khi mua về ở. Đây là không gian tầng trệt này. Tầng trệt chủ nhà kê giường ngủ và tủ áo 3 cánh. Có máy lạnh đầy đủ hết. Có bàn trang điểm này. Phía sau mình là phòng vệ sinh cũng như để máy giặt ở dưới đây. Ở đây có phòng vệ sinh ở tầng trệt nhé.
Và đây có chậu rửa mặt này, phía trên là sân thượng, sàn là lót gỗ rất là đẹp nhé. Bây giờ quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa này, giá chỉ có 5 tỷ 100 triệu đồng thôi. Nhà ngay con đường Trần Quốc Toản, quý vị ở Dĩ An chắc chắn biết đường Trần Quốc Toản nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ căm xe và kính cường lực 12 ly. Quý anh chị có nhu cầu đi xem liên hệ với em để em dẫn đi xem nhé. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo. Hoặc quý anh chị nào đang có nhu cầu xây nhà sắp tới có lô đất tương tự như thế này thì có thể tham khảo các video của em, nếu thấy căn nào hợp lý thì mình có thể áp dụng xây theo. Lên lầu trên, ở đây có phòng ngủ cực rộng ở đây nhá. Phòng ngủ này do chủ nhà dọn rồ rồi. Ở đây có tới 2 tủ áo 3 cánh và một kệ để đồ, kệ tivi, tặng hết toàn bộ nội thất cho quý vị mình. Giường ngủ, bàn trang điểm, kệ bàn đêm cũng như tivi đầy đủ hết nhé. Tủ áo này. Phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng, có bồn tắm nằm này, chậu rửa mặt xinh xắn ở đây. Vách được chủ nhà ốp gạch cao lên tới nóc luôn nhé. Bên đây có cửa sổ kính cường lực bên hông. Sàn gỗ này. Nhà rất là đẹp nha. Giá chỉ có 5 tỷ 100 triệu đồng cho căn nhà 100 mét vuông như thế này, ngay con đường ăn uống. Bây giờ mình di chuyển sang sàn gạch rất là đẹp nha. Đây có phòng ngủ thứ hai, thứ ba nhé. Đây là phòng ngủ thứ ba rồi. Nhà rất là đẹp nha. Có máy lạnh đầy đủ hết. Là nệm sofa. Ở đây có kệ này, đàn này. Sàn gỗ nhé. Ban công trước. Nhà này có điện năng lượng mặt trời, sử dụng miễn phí luôn nhé. Ở đây là bình năng lượng mặt trời. Một căn nhà rất là đẹp tại phường Đông Hòa, gần với con đường ăn uống, đường Trần Quốc Toản. Đường phía trước này, ban công này. Nhà rất là đẹp nha. Cửa Ororindo rất là chắc chắn nha. Giá chỉ có 5 tỷ 100 triệu đồng thôi. Hãy liên hệ với em Sơn để đi xem căn nhà này nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.